Thời gian qua, huyện Đất Đỏ đã đẩy mạnh vận động người dân chuyển đổi cây trồng, nâng cao chất lượng các mô hình sản xuất nông nghiệp lồng ghép với phát triển du lịch. Đây là hướng đi mới cho ngành nông nghiệp, tạo ra những giá trị kinh tế mới, giúp nông dân tăng nguồn thu từ bán sản phẩm nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã đưa vào hoạt động hai điểm đến tham quan du lịch cộng đồng, gồm Dương Nhãn Hòa Thuận ở xã Lộc An và Dương Dưa Triều Mến, xã Long Mỹ. Việc đưa các mô hình du lịch cộng đồng vào hoạt động không chỉ có phần quảng bá hình ảnh xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm, mà còn liên kết các doanh nghiệp du lịch để đưa khách đến tham quan mua sắm tại dương, trang trại, có phần phát triển du lịch, thay đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao thu nhập cho người dân.